Và một một cái vấn đề nữa mà hiện nay thì cũng là điều nhiều người đang quan tâm là với những cái người mà bị bệnh viêm gan và nhất là đã mắc viêm gan virus B hoặc là C, do cái việc điều trị họ quá là dài, và hoặc là khi mà họ cảm nhận rằng cái tình trạng sức khỏe của mình ổn định rồi, dẫn đến là lơ là, dẫn đến chủ quan và bỏ điều trị luôn. Vậy thì cái việc làm đó của họ có đúng hay không ạ? Và nếu như mà những cái người mà mắc những cái bệnh viêm gan nguy hiểm thì họ có phải điều trị suốt đời hay không? Xin được mời tiến sĩ Dương Trọng Hiền ạ. Tiếp theo ý của phó giáo sư Vân Hồng Vâng. thì cái rõ ràng là khi mà chúng ta bị mắc viêm gan, không phải trường hợp nào chúng ta cũng sử dụng thuốc ngay, mà rõ ràng nó có chỉ định vào đúng thời điểm, vào đúng giai đoạn và với cái liều lượng cần tuân thủ theo ý kiến của chuyên gia. Thế khi đã có chỉ định về mặt điều trị, tức là phải dùng can thiệp, thì trong cái trường hợp chúng ta bị viêm gan C thì rõ ràng là một trong những trường hợp mà khi mà cơ hội chúng ta được điều trị khỏi thành công trên 90%, thì rõ ràng đây là một cái may mắn cho những người đang bị mắc viêm gan C. Bởi vì hậu quả một cái viêm gan C mà viêm gan mãn tính tiến triển, nó sẽ dẫn nhất đẩy rất nhanh tới xơ gan, dẫn tới u gan nếu mà cái xơ gan tiếp tục nó phát triển. Thì rõ ràng tất cả những cái đó là cái đe dọa đến tính mạng, mà trong khi đó cơ hội cho chúng ta cứu được tính mạng mình thì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không thực hiện. Chỉ có trong trường hợp mà với cái viêm gan B thì việc điều trị nó khá là khó khăn. Tuy nhiên là khi mà có chỉ định thì cái việc cần tuân thủ đấy là cũng là một cơ hội cho người bệnh. Trong trường hợp của chúng tôi thì những trường hợp mà bệnh nhân bị u gan do B hoặc C, sau khi xử lý cái tổn thương khối u đó có thể bằng can thiệp phẫu thuật hoặc can thiệp đút mạch hoặc can thiệp đốt, thì chúng tôi vẫn khuyên là đến cái cơ sở điều trị chuyên khoa về mặt điều trị viêm gan do virus để đánh giá lại xem là có cần phải điều trị để giúp cho nó ổn định. Bởi vì trên cái một cái nền mà bệnh lý rồi mà chúng ta lại không xử lý cái virus đó thì cái nguy cơ lại tiếp tục xuất hiện các khối u, xuất hiện xơ gan tiến triển nó lại nhanh hơn. Và như vậy thì cái việc điều trị ban đầu nó sẽ ít hiệu quả. Do vậy, dù trong trường hợp nào, nếu như người bệnh có chỉ định và phải điều trị thì đấy là cái cơ hội rất là tốt để tự cứu cái gan của mình, tự cứu cái tính mạng của mình. Thì đấy là một cái lời khuyên tôi nghĩ rằng là rất là đúng đắn và chân thành.